Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức trên kênh YouTube Báo Lao Động. Thưa quý vị, liên quan đến vụ cháy ngôi nhà cấp 4 thu gom phế liệu khiến ba mẹ con tử vong thương tâm xảy ra vào chiều ngày 26 tháng 10 tại Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội mới đây. Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân xuất phát từ việc gia đình sử dụng máy chuyên dụng ép phế liệu thì ép phải bình xịt tóc dẫn đến phát nổ, bén lửa gây ra cháy. Nằm trên giường bệnh với những vết bỏng khắp cơ thể, anh Mãi Văn Yên, nạn nhân duy nhất sống sót sau vụ hỏa hoạn vẫn chưa hết bàng hoàng, không thể tin rằng mình đã mất tất cả chỉ sau một khoảnh khắc. Gần một ngày sau vụ cháy căn nhà kinh doanh phế liệu ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, anh Mai Văn Yên, 35 tuổi, chú huyện Xuân Trường, Nam Định, vẫn đang phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, quận Hà Đông. Anh Yên là người duy nhất sống sót sau vụ cháy kinh hoàng. Vết thương trên người anh không đau đớn bằng nỗi đau tột cùng khi người vợ trẻ cùng với hai con phút chốc bị ngọn lửa cuốn đi. Anh Yên xót xa nói, tôi mất tất cả rồi, mất vợ con, mất tài sản, giờ tôi là người trắng tay. 10 năm trước, vợ chồng anh rời quê hương, bôn ba tại nhiều tỉnh thành ở miền Bắc để kiếm sống bằng nghề đồng nát. Năm 2019, anh thuê 40 mét vuông đất ở đường Mới Hồng Hà, huyện Thanh Trì, dựng căn nhà tạm bằng khung sắt, quay xung quanh và lợp mái tôn để buôn bán. Biên nghề nghiệp vất vả, vợ chồng anh luôn cố gắng đi nhiều nơi để mua được những mối lớn, sau đó mang về ép, đóng thành khối, chờ bán cho khách. Sau nhiều năm cố gắng làm việc, vợ chồng anh phần nào trang trải được cuộc sống nơi thành thị và nuôi hai người con trai 5 tuổi và 11 tuổi đi học ở các trường trong xã Tứ Hiệp. Anh Yên nói, vất vả lắm em ạ, nghề này gọi là có công hơn những nghề làm thuê như thợ xây, phụ hồ một chút thôi. Bình thường, mẹ anh cũng từ quê lên Hà Nội phụ giúp cơm nước, đưa đón các cháu. Nhưng mấy hôm trước, nhà có việc nên bà về quê. Ngày 25 tháng 10, anh Yên mua được hàng trăm bình xịt khoáng hết hạn sử dụng rồi mang về nhà ép lấy kim loại. Các bình đều còn khí. Một ngày sau, vợ chồng anh mang lô hàng mới nhập ra ép bằng máy thủy lực. Anh Yên kể, những ngày trước đó, vợ anh là chị NTT, sinh năm 1992, cũng ép các bình xịt này nhưng không xảy ra vấn đề gì. Bản thân anh cũng không ngờ đến việc ép các bình xịt này có thể gây ra nổ như vậy. Đến khoảng 17 giờ 30 phút, vợ anh Yên đi tắm cho con, còn anh đứng gần lô hàng, cạnh cửa ra vào thì bất ngờ có tia lửa từ bình phụt ra và bốc cháy. Lửa từ lô hàng đang ép bùng lên, bén sang những vật xung quanh và phát ra những tiếng nổ lớn. Trong vài giây, anh Yên bị áp lực đẩy văng ra ngoài cửa. Anh Yên nhớ lại, tôi chạy vào hô hoán vợ con ra ngoài, nhưng họ sợ lửa, cứ chạy vào sâu bên trong căn nhà. Tôi đuổi theo, lao vào bên trong đám cháy, nhưng lửa bùng lên to quá, đành phải chạy ra ngoài. Người đàn ông 35 tuổi bị thương ở chân tay và mặt, gào thét gọi, vợ ơi, con ơi, rồi định lao vào đám cháy, nhưng người dân cản lại vì ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Anh Yên được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng bỏng 60% diện tích cơ thể. Liên quan đến vụ cháy, ba mẹ con tử vong, tối ngày 26 tháng 10, ông Tạ Đặng Doanh, Chủ tịch UBND xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có 4 người. Tuy nhiên, người chồng chạy ra ngoài kịp, còn ba mẹ con không thoát kịp do cửa sập xuống. Theo ông Doanh, 4 người trong nhà được xác định gồm anh MVI, sinh năm 1988, quê ở huyện Xuân Trường, Nam Định, chị NTT, sinh năm 1992, vợ anh Y, cùng hai con trai là cháu MTD, sinh năm 2012 và cháu MBA, sinh năm 2018. Anh Y thoát được ra ngoài nhưng bị thương đã được chuyển lên Bệnh viện Bỏng Quốc gia cấp cứu. Ông Danh nói, ngôi nhà xảy ra vụ cháy là nhà cấp 4, đây cũng là nơi thu mua sắt vụn của gia đình anh Y. Gia đình anh Y đến đây thuê và sinh sống trên địa bàn từ lâu. Ngọn lửa bùng lên vào khoảng 16 giờ 30, lúc này tại đây đang có rất nhiều người qua lại. Cảnh tượng kinh hoàng khiến ai nấy đều không khỏi xót xa. Mày không để ý nhở? Hay là lúc ấy chưa cháy? Chưa. Ôi trời ơi, có trẻ con ở trong đấy rồi. Có người trong đấy, có cả trẻ con trong đấy rồi. Anh Nguyễn Quế Tuấn Tú, một người dân ở gần hiện trường vụ cháy cho biết, khi anh vừa đi qua ngôi nhà thu mua sắt vụn thì bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn. Lúc này, anh Y ở trong nhà chạy ra ngoài, quần áo bị cháy rách tả tơi. Anh Tú kể, anh chồng đứng ngoài bất lực gào khóc và nói vẫn còn ba mẹ con ở bên trong.
Ngọn lửa lúc đó bùng lên dữ dội, khói nghi ngút, phần mái nhà bị sập hết xuống. Còn anh Hoàng Nhật Huy đang đi dạo dưới đường mới Hồng Hà, gần chung cư Hồng Hà, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thì bất ngờ nghe thấy tiếng nổ to. Theo phản xạ, anh quay lại thì phát hiện ngôi nhà thu mua sắt vụn bốc cháy, nghi ngút, cả ngôi nhà chìm trong biển lửa. Anh Huy nói, lúc này tôi thấy một người đàn ông chạy từ trong đám cháy ra, vừa chắp tay vừa khóc thảm thiết gọi vợ con ơi, không cứu được nữa rồi. Nhìn anh chồng rất thương và bất lực khi thấy vợ và các con ở trong ngôi nhà rực lửa mà không thể cứu được. Người dân xung quanh rất muốn giúp nhưng ngọn lửa quá lớn nên cũng đành bất lực. Theo anh Huy, buổi sáng anh vừa ra cửa hàng thu mua phế liệu này để bán dế vụn và còn nhìn thấy hai đứa trẻ đang nô đùa cùng nhau trong nhà. Thế nhưng, đến chiều tối, cũng tại ngôi nhà này, anh lại chứng kiến cảnh tượng thật đau lòng. Trước đó, vào khoảng 17h40 ngày 26 tháng 10, cảnh sát nhận được tin báo cháy tại ngôi nhà cấp 4 ở khu vực đường mới Hồng Hà, thuộc xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Vụ cháy khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương. Theo Công an thành phố Hà Nội, thông tin từ người bị thương cho biết, thời điểm vụ cháy xảy ra, gia đình sử dụng máy chuyên dụng ép phế liệu thì ép phải bình xịt tóc dẫn đến phát nổ, bén lửa gây ra cháy. Cũng theo vị này, do căn nhà của gia đình anh Y là nhà tạm, kết cấu không vững chắc, nên khi xảy ra nổ lớn, toàn bộ trần nhà đã bị đổ sập, đè lên các nạn nhân. Sau tiếng nổ lớn xảy ra, lửa bắt đầu bùng phát toàn bộ căn nhà, rộng khoảng hơn 20m2. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ hỏa hoạn thương tâm xảy ra tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, ngay trong sáng ngày 27 tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn đã đến thăm hỏi, động viên anh Mai Văn Yên, nạn nhân vụ hỏa hoạn nói trên. Như đã đưa tin trước đó, vụ hỏa hoạn xảy ra vào hồi 17h40 phút ngày 26 tháng 10, khiến vợ và hai con anh Mai Văn Yên tử vong, bản thân anh bị bỏng nặng. Thăm động viên anh Mai Văn Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Anh Tuấn chia sẻ với những mất mát, đau thương của gia đình và động viên nạn nhân tích cực điều trị. Ông Phạm Anh Tuấn cũng bày tỏ mong muốn đội ngũ bác sĩ, y tá và nhân viên bệnh viện tạo điều kiện tốt nhất để điều trị cho bệnh nhân. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trích quỹ cứu trợ thành phố, hỗ trợ anh Mai Văn Yên 3 triệu đồng. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo huyện đã đến động viên, thăm hỏi và giao Ủy ban Nhân dân xã Tứ Hiệp phối hợp với gia đình lo an táng cho các nạn nhân tử vong và chăm nom chu đáo cho người bị thương trong lúc gia đình ở quê chưa lên kịp. Cùng ngày, lãnh đạo huyện Thanh Trì và các đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ gia đình anh Mai Văn Yên số tiền hơn 60 triệu đồng, giúp anh điều trị vết thương sớm bình phục. Với truyền thống tương thân tương ái, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì cũng đã kêu gọi các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn chung tay giúp đỡ, ủng hộ gia đình anh Mai Văn Yên. Thưa quý vị, vụ việc xảy ra là điều không ai mong muốn. Có lẽ nỗi đau mất đi người thân ngay trước mắt mà không thể làm gì được sẽ theo anh Yên đến hết cuộc đời. Đây cũng là một lời cảnh tỉnh cho người dân, đặc biệt là những hộ gia đình kết hợp kinh doanh, thu gom phế liệu như gia đình anh Yên, cần hết sức cẩn thận, trang bị đầy đủ các công tác phòng cháy chữa cháy để ứng phó với những trường hợp hỏa hoạn bất ngờ xảy ra. Những thông tin mới của vụ án sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật và gửi đến quý vị trong những video sau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!